Xin chào anh chị và các bạn này, quay trở lại với video tiếp theo của em trên kênh Tuấn Nguyễn Food. Trong video ngày hôm nay thì em sẽ chia sẻ đến anh chị và các bạn cách em làm món lộm gà với lại su hào và cà rốt nhé. Để thực hiện được cái món lộm gà với su hào cà rốt này thì em sử dụng các nguyên liệu bao gồm là 1/2 con gà. Với gà anh chị và các bạn mua về thì anh chị các bạn sẽ rửa sạch, sau đó mang đi luộc trước cho em nhé. Khi luộc thì anh chị các bạn cho thêm cho em một củ hành lá, một nhánh xả, cộng với một thìa nước mắm và 2 thìa hạt lêm nữa để cho cái phần thịt gà của chúng ta nó đậm đà hơn nhé. Sau khi phần gà đã luộc xong rồi thì anh chị và các bạn sẽ vớt ra và chúng ta để nguội để tí chúng ta đem xé nhé. Nguyên liệu tiếp theo em sử dụng ở đây là 1 củ su hào, 1 củ cà rốt, 3 quả quất, 1 củ tỏi, 1 ít rau răm, 1 ít rau húng, cộng với 1/2 bát đậu phộng em đã rang sẵn và giã nhỏ ra đây rồi. Ngày hôm nay thì em thiếu một nguyên liệu nữa, đó chính là ớt. Nhưng mà không sao, tí em sẽ sử dụng tương ớt để thay thế cho nó cũng được, không vấn đề gì cả. Bây giờ thì đang trong cái thời kỳ mà giãn cách xã hội nên em không thể đi ra ngoài mua được. Trước tiên để thực hiện được cái món lộm gà với lại su hào và cà rốt này thì đầu tiên em đi đi thái phần su hào và phần cà rốt ra, em ướp trước để xử lý nó trước nhé. Với phần su hào thì anh chị và các bạn sẽ mang thái mỏng ra cho em. Với phần cà rốt thì anh chị cũng mang thái mỏng, sau đó thái chỉ ra cho em nhé. Để cho cái phần su hào và cà rốt nó đỡ mùi hăng thì anh chị và các bạn cho vào cho em 1 thìa cà phê muối nhé. Sau đó chúng ta sẽ bóp đều nó lên. Anh chị các bạn sẽ ướp cái phần su hào với cà rốt này trong cái phần muối này khoảng tầm 5 phút cho em. Sau đó thì chúng ta sẽ vắt kiệt đi và đem rửa sạch lại, thì giúp cho cái phần su hào và cái phần cà rốt của chúng ta nó đỡ cái mùi hăng và nó sẽ giòn hơn. Với phần rau húng thì em cũng mang thái rối ra nhé. Anh chị sẽ thái khoảng tầm 0.5cm cho em. Với rau răm anh chị cũng thái tương tự như rau húng cho em. Chúng ta cũng thái tầm 0.5cm. Với phần tỏi anh chị cũng mang đập dập và bắp nhỏ ra cho em nhé. Phần su hào sau khi em đã ướp được khoảng tầm 5 phút rồi thì bây giờ em sẽ đem rửa sạch đi nhé. Trước khi đem rửa sạch thì anh chị sẽ vắt kiệt nước đi cho em. Sau khi em rửa sạch khoảng tầm 3 lần thì cái phần su hào của em nó đã tơi ra và nó đã cứng sợi ra rồi. Bây giờ thì nó sẽ rất là giòn anh chị nhé. Sau khi làm xong cái phần su hào rồi thì bây giờ em sẽ đi gỡ cái phần thịt gà của em ra nhé.
Bây giờ thì em sẽ đi làm những phần nước trộn nhé. Em sẽ cho vào đây một muỗng canh đường này, một muỗng canh nước mắm này, một muỗng canh nước này, một thìa tương ớt này, 1/2 muỗng canh nước quất này. Đó, anh chị và các bạn đảo đều lên cho em nhé. Sau khi đã chuẩn bị xong tất cả nguyên liệu rồi, bây giờ em sẽ tiến hành trộn cái phần lộn của em nhé. Em sẽ cho phần thịt gà vào. Tiếp đến là su hào và cà rốt nhé. Sau đó anh chị sẽ cho cái phần nước trộn vào cho em nhé. Đi cho nước trộn thì anh chị sẽ cho từ từ cho em. Lúc nào vừa đủ phần khẩu vị của mọi người thì mọi người sẽ dừng lại nhé. Chúng ta sẽ không cho vào hết luôn. Đấy, anh chị sẽ trộn đều lên cho em. Sau khi anh chị và các bạn trộn xong, cái phần gia vị nó đã thấm đều rồi. Đến lúc này anh chị sẽ cho cái phần rau thơm vào cho em nhé. Chúng ta sẽ cho cái phần rau răm vào, cộng với phần rau húng vào đấy. Đó, anh chị trộn đều lên một lần nữa. Nếu mà anh chị các bạn cho luôn, ăn luôn bây giờ đấy, thì anh chị các bạn sẽ cho luôn cái phần lạc vào cho em. Và nếu mà ăn sau thì mọi người để sau cũng được. Chúng ta sẽ rắc một ít là phần lạc vào, một chút ở bên trong này, để cho nó có độ thơm hơn. Xong rồi, bây giờ thì em sẽ cho ra ngoài để thưởng thức thôi. Như vậy này, em đã hoàn thành xong cái món lộm gà su hào rồi. Bây giờ thì em sẽ thử một miếng xem sao nhá. Mời anh chị này, su hào này. Phần su hào ăn rất là giòn và ngọt, cảm giác rất là thơm. Chúng ta sẽ ăn đến cái phần thịt gà nữa nhé. Đây, mời anh chị. Cái phần thịt gà cảm giác ăn rất là mềm và thơm và ngon nữa, cảm giác ăn rất là thích. Đây là một trong những món mà anh chị và các bạn nếu mà ở nhà cách ly muốn làm để thực hiện ăn thì cũng rất là tuyệt. Như vậy là cái video của em đây đã kết thúc rồi. Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi video của em nhé. Nếu cảm thấy video của em hữu ích thì nhớ bấm đăng ký kênh để ủng hộ em nhé. Còn bây giờ thì xin chào và gặp lại anh chị trong những video tiếp theo nhé.